sửa chiếc LG PL7 anh em nhá. Lỗi bật to sập nguồn anh em ạ. Đấy, cái bệnh của con này chắc nhờ anh biết rồi. Cái dòng này nó là bệnh cơ bản rồi. Anh em xác định dùng con PL7 này thì tỷ lệ mà bị lỗi này cực cao luôn anh em ạ. Đấy. Vừa fix xong anh em nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ test cho anh em xem cả phần nạp nhá. Nạp thì nó vẫn thế thôi anh em, không gì thay đổi cả, chủ yếu là fix cái phần bật to sập nguồn là cái chính của cái dòng này. Dòng này hãng nó khuyến cáo anh em nhé, và anh em cũng phải nhớ này là đây, cho anh em xem nạp đang là 7W nha anh em nhé. Anh nhìn đồng hồ báo này, rút ra này phải không này, ok cắm nạp lên này. Rồi, dòng này nạp thì không gì cả, nhưng mà khi dùng ý và khi sạc anh em chú ý nhá, là dòng này hãng thiết kế là sạc 5V đấy nhá. Đâu nhỉ, cái phần ghi sạc đâu nhỉ, đây này, nó phía sau mặt này này, chuẩn xác ở đây. Nó ghi là 5V 10W anh em nhé. Đây cho anh em nhìn rõ này. Nhiều ông không nhìn thấy là 5V 10W này. Tức là không được dùng các loại sạc 9V với 12V nữa nhỉ. Chỉ được sạc thuần túy 5V thôi. Bảo trước ấy, không nhiều ông cắm xong lại bảo tại sao mà chạy bây đợt này cái bọn này nó hay hỏng. Bởi vì là cái mạch lạp của anh em ấy là mạch lạp áp cao của anh em nhá. Đấy, chia sẻ với anh em thế. Còn các thông số của máy thì không ghi thay đổi cả, vẫn nghe như vậy, vẫn chạy như vậy thôi. Chỉ là fix ở cái phần tiếng ra thôi. Đấy, những thông số chính là như vậy thôi. Anh em chú ý là cái dòng của cái thằng này này là nó hay bị cái bệnh này anh em nhé. Còn những cái thằng này này thì nó bị kiểu khác anh em ạ. Thằng bốt này này, thằng bốt này thì hay sập nguồn anh em ạ. Đấy, thằng này chuẩn bị cũng móc ra cho anh em xem. Đấy, chú ý vậy thôi, và vừa dùng thì không sạc, sạc không dùng thế thôi, mỗi thế. Sau đó là thích nghe thì bật kịch thoải mái, nhưng mà dòng này hơi dở cái này bật to một cái này nó kích tiếng anh em ạ. Tức là nó giảm tiếng đi để nó báo cho mình biết là kịch rồi, nghe thì nó không đã anh em ạ.